đã nhận được hàng 1,5 ngày có thành phố Hồ Chí Minh rồi. Rồi à, thì review sơ cái máy nha, cho anh em nào muốn mua thì biết nha. Có đôi điều mà anh em mua cái máy này lưu ý, nói chung là hàng thì lúc mà mình bắt lại thì cứng cáp rồi. Rồi hiện tại cái máy nè thì mình đã lắp vô hết rồi nè, có một số lưu ý anh em cần phải tham khảo nè. Thì máy cứng cáp anh em ha, đó cứng cáp à. Thì nói chung là đối với cái số tiền này như vậy là ok rồi nha. Rồi mình sẽ quay cho anh em tham khảo ha. Rồi trước hết thì mình nói về cái phần đá mài, đá cắt. Đá này là nó hơi nhỏ nè, cái này 10 nè, nên xài đá 12 hoặc là lớn hơn chút 14 là được nha. Thì ở đây nó có hai cái miếng canh nhựa cao su nữa nè. Đây nó rộng lắm, nó cỡ 12 á, mà ở trong này chỉ có lỗ 8 nè đầu nè. Đó thì mình phải mài cái cao su này đi bớt ha, để bắt nè. Nè anh em coi chừng bắt lộn ha, cái này ra ngoài vô trong nè thì cái điểm mà nó tì nè, cái điểm nó tì ngay chỗ giữa cái thân cái của cái máy khoan nè. Đó cái điểm này nè, điểm này nó có miếng nhựa nè anh em, thấy không, với lại cái điểm đầu nè, đây nè. Đó thì ở đây là cái đoạn là mình nói như cái bập bên đi, ở đây là cái đoạn giữa này mình siết cứng nè. Thì ở đây khi dụ anh em canh cho nó thẳng đi, anh em thẳng từ đây nè, thì anh em khi mà anh em siết cái này vô thì tự động là nó đè cái đít này vô, thấy không, nó đè cứng vô, hai đầu nó cứng lại và nó kìm đầu máy máy mài với lại đuôi có máy mài đó. Thì cái số tiền này thì cũng đúng rồi, tại vì cái này mình thấy là nó hơi mỏng nha, nó hơi mỏng, nhưng mà ở đây thì thế nào mình phải làm thêm một cái đế gỗ mình bắt vít xuống cho nó cứng lại, thấy không. Rồi cao su giảm chấn này thì mình cũng đã test máy rồi nha anh em, cũng cắt thử rồi. Đá phải lớn lên chút nha, hôm nay là chưa có mua đá khác cho nên là chưa biết nha. Thì nãy có cắt cái cốt chống của xe máy nè, đây hồi nãy mới cắt cái này nè anh em ha. Đó một phần nữa đó là anh em lưu ý là cái ốc vít này nó hơi lỏng lẻo nè, không, ở đây là nó cho một cái con tán 13, trong đây là mình đã đổi con tán đầu dù rồi nè. Đó đầu nè, đó là một, hai á là ở đây về ráp thì cái này cũng tương đối đi. Thì ở đây những cái lông đền nó hơi lỏng lẻo, mình phải lấy lông đền khác nè, lấy lông đền này lỏng lẻo lắm ha. Đó rồi, cái đó là điểm trừ thôi, còn nhiêu là nói vô cái số tiền này là mình thấy ok rồi. Đó mình đang gắn cái máy đề quơ 110 nè, thấy không, gắn vậy là đúng kỹ thuật nè, máy cứng anh em ơi. Đó nè, thấy không, này mấy con này là mình thay vô nè, đó mình thay mấy đầu này vô rồi siết độ cứng nha, khi mà cứng cáp là cái máy nó cũng ok lắm anh em ơi. Nè thấy chưa, đó anh em lưu ý cái chỗ này ha, cái chỗ này là không có ngược cái bát này, ví dụ nó đang dày thì đưa vô đưa ra gì á, khi mà anh em mà ráp đúng á thì anh em tăng đơ lên xuống đồ á, thì hai cái chỗ cái điểm tựa mà đầu bập bên với đuôi bập bên nè, đầu cái thân máy nè, đó nó sẽ ngay ở giữa, ở đây nó ngay ở giữa nè, thấy không, ở đây có hai cục cao su nè, đó rồi cái này chỉnh nè, cái này là lông đền nó cũng lỏng lẻo lắm, mình thay một cái lông đền khác nè, lông đền dày nè, nè ha, tại cái này trượt lên trượt xuống là mình canh ngay nè, mình canh ngay đây, đây một cái cao su nữa nè, nếu mình canh đúng là nó nằm ngay đây nha. Thì còn cái máng che bảo vệ mình chưa có gắn vô nha anh em ơi, cái này là đá xài đá 12 nha, đá là cái này là khi mà mình đưa vô hết đó là nó sẽ đụng vô cái thằng này nè, nó đụng vô cái đầu máy nè, nó đụng cái phần này vô đầu máy thì nó không có vô được ha. Đó đây mình thử test máy cho anh em coi một cái ha, là ok đó anh em ơi. Đó thì cái thân này là khi mà mình ráp đúng là cứng ngắc anh em nè, nè cái độ lắc lơ ngang này là cái độ lắc lơ của cái bản lề mình không nói ha. Đó nói chung là mình về mình thay ốc, mình gia cố về lại sơ sơ lông đền rồi thì nó sẽ chắc cú đó. À, cái này cắt thì để từ từ đi, cái này hồi nãy là có cắt thử cái này, cái cốt này cũng cỡ 10-16 ly chứ không ít đâu. Rồi ghi máy thử cái ha, máy của mình máy 110 anh em ơi. Đây cũng chắc chắn nhưng mà phải làm cái đế gỗ nữa nha, làm cái đế gỗ để bắt vô đó nè, yeah. Đây chắc cú lắm anh em, chắc cú nha, chắc cú lắm. Yeah. Ok mình sẽ làm cái đá lớn hơn chút, còn cái phần này là ok đã anh em ơi. Đó nói chung là máy cũng được, bát thì nó không có dày dặn lắm nhưng mà vậy là được rồi ha. Nói chung là bắt lên thì nếu mà anh em bắt cẩn thận thì nó cũng chuẩn lắm anh em ơi, có gì gia cố thêm sơ sơ rồi vậy thôi ha. Rồi lần sau này hả, shop cho cái ốc cho nó tốt hơn chút ha, thì giao hàng nhanh
ở thành phố Hồ Chí Minh là thấy giao hàng nhanh rồi, ok rồi nha. Mình cũng đã mua của shop là cái máy này, thì anh em nào mà muốn mua thì mình thấy được ha, nếu mà cái số tiền này mắc thì không mắc mà rẻ không rẻ được, nói chung là ok á. Nè đó, đây máy rồi, ok ha, máy cứng cáp anh em ơi, nói chung là cứng, xiết rồi mùa lon rồi cứng là ok à, cái này mình gia công lại được không sao đó. Rồi cái này là làm một cái đế nữa, một cái đế gỗ nữa cho nó cứng cáp, để nó lật qua lật lại nó phiền phức đó.